Dạ vâng, cửa hàng nông công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cả chúng em thì có sử dụng Zalo và cả chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nha. Hôm nay thì chúng em lên cho các quý khách hàng các bác đang theo dõi kênh của cả chúng em cũng như là đang cần tìm một những chiếc máy cưa khai thác chuyên nghiệp các bác nhé. Đó, hôm nay là cửa hàng chúng em lên một lô máy chuyên để khai thác keo, tràm, đồ linh tinh, những dòng máy cưa công suất lớn, lốc nhôm. Đó, nòng đứng lốc nhôm công suất cực lớn, hệ là hôm nay là toàn là hệ Estin luôn các bác nha. Estin mang thương hiệu của Đức. Đấy, hôm nay cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô H1 này, tổng cộng gồm có 7 con từ H1 tới H7. Có báo giá trên từng con rồi các bác nhá. Hôm nay là lô chuyên để khai thác luôn ạ, chuyên để khai thác. Đấy. Cửa hàng chúng em hôm nay là gồm có đa số là toàn là hệ 024 luôn các bác nhá. 024 và 024 AV và 024 AV Super. Đó, có một cây 028 các bác nhá. Đó, máy móc để quay tổng thể cho các bác xem qua. Máy móc cực kỳ đẹp luôn ạ. Dạ vâng. Đây, cực kỳ đẹp. Làm xích nguyên zin, máy móc nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Ở cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống cũng như là giật test nổ từng con một, giới thiệu từng con một cho các bác xem qua tiếng máy. Đó, cho nó tiện, nó dễ dàng các bác nhá. Dạ vâng, đầu tiên là con H1. H1 là một con máy cưa Estin 024 đời cao các bác nhá. Con này có tích hợp xả áp cho các bác ở phần trên này. Con máy Estin 024 đời cao, ký hiệu là H1. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì đọc giúp cho em cái mã, là ví dụ là đây em đã đánh dấu ký tự này, H1 là em biết ngay là các bác muốn đặt hàng con này các bác nhá. Made in Germany, hàng bãi Đức nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đây. Đó, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19, cực kỳ chắc chắn. Lam con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Lam mặt cắt là được 40 ạ. Xích là xài xích chung 325, công suất của con này là 42cc các bác nhá. 42cc, có tích hợp xả áp ở phần trên này, giật rất là nhẹ nhàng. Ở cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Đó. Dạ vâng, con H1 cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5.200.000. Một con máy đời cao, có tích hợp xả áp, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Từ A tới Z, hàng chưa bung chạm máy móc, nòng bạc chưa bung luôn các bác nhé. Đó, giá 5.200.000 cho một con máy cưa 024 đời cao, ký hiệu là H1. Dạ vâng, qua tiếp là con H2, một con máy cưa Estin 024. Đó, con này thì nó là hệ đời đầu luôn các bác nhá. Hệ đời đầu, giá của con này là 5 triệu. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Làm con này mặt cắt là được 40 phân. Xích là xài xích chung 325 các bác nhá. Đó, cũng tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Tổng thể mặt tiền của nó đây các bác nhá. Đó, các bác nào thích hệ đời đầu thì các bác lựa chọn con này. Còn các bác nào thích hệ đời cao thì các bác lựa chọn con H1. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5 triệu đồng. Máy móc nguyên zin nguyên bản, lốc nhôm, chuyên để sử dụng khai thác keo tràm. Rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ cho các bác nghe tiếng máy.
Dạ vâng, qua con H3. H3 là một con máy cưa Estin 024AV các bác nhá. Đời nâng cấp của dòng 024. Con này thì công suất của nó cũng bằng con 024 các bác nhá. Cũng đều là 42cc. Đó, lam con này mặt cắt là được 45 phân ạ. Con này thì lam của nó hơi dài. Đó, xích thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi. Giá hiện tại con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5.100.000 các bác nhá. Có tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 19. Đó, con H3 giá 5.100.000, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên lốc nhô máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm máy móc. Dạ vâng, qua tiếp con H4 là một con máy cưa cũng hệ Estin 024AV các bác nhé. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5 triệu đồng. Lam con này mặt cắt là được 40 phân, xích cửa hàng chúng em cũng đã lên xích mới cho các bác rồi. Đó, cũng đã lên xích mới rồi các bác nhé. Đây, nguyên con này là con này nguyên zin của nó là một ốc lam, nhưng mà nó đã làm một cái lỗ sẵn này rồi các bác nhé, có thể lên được hai ốc lam. Các bác nào mà muốn đặt hàng con này thì muốn lên hai ốc lam thì cửa hàng chúng em lên hoàn toàn miễn phí cho các bác nhé. Đó, chỉ cần tháo cái này ra, bắt thêm một ốc nữa là thành hai ốc lam. Đó, còn nguyên zin em nhập về như thế nào thì cửa hàng chúng em đang để yên như thế. Đó, các bác nào nhu cầu muốn lên hai ốc lam thì cửa hàng chúng em lên miễn phí cho các bác. Dạ vâng, qua con H5. H5 là một con máy cưa Estin 024AV Super các bác nhé. 024AV Super, con này thì công suất của nó là 44cc. Dòng 024 và 024AV là máy công suất của nó là 42cc các bác nhé. Con này nó là đời nâng cấp, công suất 44cc. Giá con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là H5, giá 5.500.000. Đó, lam con này mặt cắt cũng là 40 phân, xích là xài chức trung 325 các bác nhé. Dạ vâng, tiếp đến lại là một con H6. H6 con này là cũng là 024AV Super. Con này công suất của nó cũng là 44cc các bác nhá. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là H6, giá của nó là 5.400.000. Đó, hai ốc lam vẫn nguyên zin nguyên bản của nó, tích hợp hai ốc lam. Lam con này mặt cắt là được 40 phân, xích là xài xích trung 325 luôn ạ. Đó, thắng xích sử dụng đầy đủ hết các bác nhá. Hai con H5 và H6 công suất 44cc, giá 5.500.000 và 5.400.000. Dạ, con này thì cửa hàng chúng em đã hết xăng mất rồi. Cái gì ạ? Dạ vâng, cuối cùng là một con máy cưa Estin 028. Con này thì công suất cực lớn luôn các bác nhá. 47cc ạ, 47cc, nhưng mà con này thì cửa hàng chúng em xả luôn cho các bác. Máy móc tình trạng vẫn nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đó, chỉ là con này là đời của nó thì nó hơi sâu một tí xíu, nhưng mà linh kiện sửa chữa cũng đang rất là nhiều các bác nhá. Theo máy là
một cây lam Latin luôn ạ. Theo máy là một cây lam Latin các bác nhá. Đó. Con này thì công suất của nó là 47cc. Hôm nay cả chúng em xả luôn, giá rẻ bán lỗ luôn các bác nhá. 4,5 triệu. Nguyên zin nguyên bản, cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản hàng, chưa bung chạm máy móc các bác nhá. Từ A tới Z luôn ạ. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đó, các bác nào mà muốn khai thác gỗ lớn thì các bác lựa chọn con này giúp cả chúng em các bác nhá. Công suất cực lớn, kéo có thể khoảng tầm 56 57 vô tư luôn. Đấy. Hệ 028 AV các bác nhá. Giá 4,5 triệu cho con H7. Đó, và cửa hàng chúng em đã giật test nổ hết từ A tới Z rồi các bác nhá. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929, hoặc các bác đang sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Hôm nay là lô con này tổng cộng 7 con để chuyên khai thác các bác nhá. Chuyên khai thác chuyên nghiệp lốc nhôm, công suất cực kỳ lớn, để về cho các bác sử dụng thì keo chàm, cắt keo, cắt chàm đồ linh tinh. Ngoài trời thì giờ nó đang tối tối rồi. Hôm nay thì cửa hàng chúng em làm một cái video nhanh để test nổ giới thiệu cho các bác. Các bác nào mà cần tham khảo thêm thì cứ nhiệt tình liên hệ cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em tư vấn rất là nhiệt tình các bác nhá. Còn các bác nào mà đã ưng ý rồi thì đọc giúp cho em cái mã H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Đó, các bác chốt con nào thì đọc cho em cái mã đó, rồi đọc cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Cửa hàng chúng em ship đến tận nhà cho các bác luôn các bác nhá. Ôi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác.